Việt Nam tôi và sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa. Và tiếp theo sau đây, xin mời toàn thể liên hoan chúng ta cùng đến với phần tham gia liên hoan của đơn vị xã Quảng Điền với ca khúc Âm Vang Hải Dương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thành. Và xin mời toàn thể liên hoan chúng ta hãy cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sân khấu tiết mục này. Thank you.
Thank you.